Thì ngày hôm nay được nhận lời mời của chương trình tham gia chung với Bảo Anh á, thì Hiếu rất là bất ngờ, bởi vì ngày hôm nay Hiếu tưởng là Hiếu tham gia chung với một người bạn đồng nghiệp nào khác, nhưng mà ngày hôm nay thi với Bảo Anh thì mong là sẽ tìm được người bí ẩn trong chương trình. Vì điều bất tính là điều mà ngọt ngào nhất mà hai anh chị đã từng làm với nhau. Điều ngọt ngào nhất thì nhiều quá không nhớ. Nhiều lắm. Thì có lần mình thấy ngọt ngào nhất đó là hai đứa đi chơi chung với nhau, rồi đi đến những chỗ mà có những cái cảnh lãng mạn, thì đối với mình đó là tất cả những cái điểm đều là ngọt ngào. Vậy điểm nào ở Bảo Anh mà Hiếu thích nhất? Hiếu thích ở Bảo Anh là tính tình cũng rất là cá tính, tính tình rất là dễ thương, thật thà. Mời tính ra sân khấu. Trong cả ba vòng của Bảo Anh thì Hiếu thích nhất là vòng nào? Thích cả ba vòng, vòng nào cũng thích hết. Đặc biệt nhất là vòng nào? Chắc là ủa vòng vòng một là cái gì ta, vòng một là phía trên, vòng hai là vòng rồi thấy chắc vòng một rồi thôi, ba vòng đi, vòng nào cũng được. Khán giả của chương trình Người Bí Ẩn, ok chưa? Bon xin gửi lời chào đến tất cả các khán giả của chương trình Người Bí Ẩn. Lần đầu tiên thì tham gia ngồi ghế nóng cùng Hồ Quang Hiếu thì Bảo Anh có cảm giác như thế nào? Bảo Anh nghĩ là chắc sẽ Bảo rất là cho mình đọc câu hỏi cho mình nha. À ok. Đây là lần đầu tiên mà Bảo Anh cùng với Hồ Quang Hiếu tham gia chung một game show. Bảo Anh nghĩ là chắc là sẽ thú vị, để xem coi là lúc mà ở trên ghế nóng nó sẽ khác là ở nhà như thế nào. Điều ngọt ngào nhất mà Bảo Anh với Hồ Quang Hiếu đã từng làm chung là? Điều ngọt ngào nhất mà Bảo Anh với Hồ Quang Hiếu đã từng làm chung, Bảo Anh nghĩ là đi du lịch chung. Rồi bạn yêu điểm gì nhất ở ngày người yêu của mình? Tính cách hay gì? Bảo Anh nghĩ là anh Hiếu, cái tính mà Bảo Anh thích nhất của anh Hiếu là hiền, rất là hiền. Vậy trong ba vòng của người yêu thì thích nhất là vòng nào? Thích vòng thứ tư được không? Bảo Anh nghĩ là anh Hiếu có cái vai và cái khuôn ngực rất là rộng, nên là có lẽ cái điều đó là cái điều mà mình cảm thấy ấm áp nhất. Bạn có nghĩ bạn có hội sẽ là một cặp đôi hoàn chiến đấu để thắng được đội nhà mình sân khấu nào? Thật ra thì Bảo Anh cũng chưa biết được, nhưng mà anh Hiếu anh hay nhầm lắm, nên là hay bị sai lắm, nên là ngày hôm nay ảnh mới sai, chắc phải về xử ảnh. Còn anh cho mình thêm một câu là hy vọng là mình phải đạt được một đối hoàn trong cái đó. Nếu mà nói vậy thôi cắt câu kia đi nhá, okay. Cái câu nãy đúng không? Bọn hy vọng là bọn cùng với Hồ Quang Hiếu sẽ là một cặp đôi hoàn hảo trong Người Bí Ẩn lần này. Rồi, các bạn xem một cuốn rồi. Các bạn hãy đón xem những cái gì lần trên TV Bảo Anh. Đây là Bảo Anh, các bạn hãy đón xem những cái gì lần với Bảo Anh của TV Bảo Anh. Rồi. Các bạn hãy cùng chờ đón chương trình Người Bí Ẩn Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu trên HTV7 nhé.